gian qua, tôi luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào anh chị. Thế mà ngược lại bây giờ, đổi lại tôi được cái gì? Thằng Toàn thì suốt ngày mải mê điện tử, vay mượn thì linh tinh, để bây giờ ấy, nợ như chúa trộm. Học hành thì tuột dốc không phanh, không ra cái gì cả. Còn con nữa, mình là chị, phải biết bảo ba anh em nó học hành, giúp đỡ nhau nó tiến bộ. Đằng này lại lôi kéo nó vào con đường buôn bán để khởi nghiệp, thật không ra thể thống gì cả. Nhưng mà bác ơi, cháu nói thật với bác là năm nay cháu rất là tiến bộ. Điểm cao nhất của cháu ở môn thể dục là 8 điểm đấy bác ạ. Tại sao cái môn 8 không phải là văn toán mà là cái môn đó? Người ta thì toàn 8, 9, 10 trở lên. Còn mình ý, thì toàn 5, 6. Chả ra cái gì cả. Con thấy dạo này em cũng tiến bộ mà. Tiến bộ cái gì? Tiến bộ phải là điểm 9, điểm 10. Bố mẹ cháu ấy, ở quê gửi cháu lên đây để bác chăm sóc và làm sao cho con học hành được giỏi hơn người. Thế mà bây giờ đúng là nước la ra sổng hết. Đấy, hôm vừa rồi bố đến nhà ông bạn chơi cùng cành gà trống nuôi con, nhưng con nhà người ta thì sao, toàn học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, đứng trong top này top nọ của trường, của thành phố. Còn con cháu mình thì sao? Bố nghĩ bố không bằng cái loại gà sống, gà thiên. Đúng là đẻ con khôn thì mắt lòng rười rượi, đẻ con dại hại cả cái có lòng. Thôi bố đừng suy nghĩ nhiều nữa, sao lại đâm bệnh đấy ạ? Con và em sẽ nghe lời mà. Nghe lời à? Cứ nghe lời mà thế này à? Hãy để tôi ra cầu, tôi nhảy sông, tôi tự tử, như thế là vừa lòng anh chị. Thôi cháu xin lỗi ấy. Cháu sẽ nghe lời. Bọn con sẽ nghe lời mà. Thôi, tôi không tin vào lời hứa của các chị nữa. Tôi sẽ có biện pháp mạnh. Chị cho em nghỉ một tí nhá, em mệt lắm rồi. Tao cũng có muốn thế đâu, nhưng mà bác Nguyên của em ý, và là bố của chị đây này, mà biết chị không giám sát mày kỹ lưỡng, xong lại buồn, nghĩ quẩn, làm liều ấy, thì chị mình nhảy sông tu lịch cũng không hết tội đâu em ạ. Ôi em xin chị, em chỉ nghỉ có một tí thôi. Em biết năng lực của em mà. Em cứ học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học thì chắc chắn em sẽ không quên gì cả. Thôi chị cho em nghỉ một tí thôi được không? Học, nhanh, học đi. Thôi em chỉ xin nghỉ có một tí thôi. Không được, học. Học tiếp. Không được, em bảo học, không nghỉ. Không nghỉ, nhanh lên, học. Này, cho em nghỉ đúng. Hai chị em có cái gì mà ồn ào to tiếng thế? Anh Bách à, cứu em. Dạy học à? Vâng. Ôi dồi ôi, dạy học thì phải từ từ khoai mới nhừ được chứ. Đấy, chị thấy không? Im. Không sao, học hành chăm chỉ cũng là cái tốt toàn ạ. Học hành chăm chỉ để thấy rằng ấy, kiến thức là rộng lớn, là mênh mông. Tầm hiểu biết của chúng ta chỉ nhỏ như một vì sao ở trên vũ trụ bao la. Chúng ta phải học hành thật chăm chỉ vào, chúng ta phải biết yêu từng con chữ, yêu từng con số. Giống như là cá yêu nước, cây yêu rừng, chó yêu xương. Hiểu không? Thôi, anh cũng im đi. Đây là học để vừa lòng bố em. Đây là học để có thành tích đi khoe với bạn. Anh đừng có nói nhiều nữa. Em nói thật với anh là bác ý nói là nếu như không đứng xuống một lớp ấy thì bác ý sẽ nhảy sông tự tử hoặc là sử dụng biện pháp mạnh. Anh bảo em phải làm thế nào? Hả? Phải làm thế nào? Như thế là kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực đấy. Hai chị em cứ nghe, anh có cách này. Kiểu gì anh cũng cứu hai đứa thoát. Bốn, ba, hai,
thấy cái thương vào thằng Toàn đâu không cháu? Dạ không ạ. Chết, bây giờ không biết tìm ở đâu bây giờ. À này. Dạ. Chú nó có để lại hai cái thư? Cháu mới tính đọc cho bác xem nào. Vâng ạ, để cháu đọc cho nhá. Đây là thư của cái thương. Để cháu đọc cho. Đọc cho bác nghe. Vâng, bác cứ bình tĩnh, bác dục làm gì. Gửi bố, mấy ngày qua con và em Toàn đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều. Con biết từ trước đến nay chúng con luôn làm bố thất vọng. Con xin lỗi, con không muốn bố cả đời thất vọng về chúng con nữa. Nên cách tốt nhất là con sẽ đi khỏi nhà này. Trời ơi con ơi, sao lại dại dột thế cái chứ đi. Con đọc xem nó đi đâu mà đi với ai. Thì bác cứ bình tĩnh, bác đừng có giục nào. Xem nào. Con biết bố không thích anh Long chủ hàng cầm đồ. Dưới con mắt bố, anh ấy là một người cho vay nặng lãi, chăn dắt nhân viên. Nhưng anh ấy hiểu và thương con. Bố đừng lo, con sẽ ổn. Bố đừng tìm con. Nếu bố tìm, con sẽ chết trước mặt bố. Ôi kính thư. Ôi dồi ôi, chết. Con ơi, sao con lại dại dột thế này chứ đi. Mà tôi đã nói cái gì đâu mà bây giờ nó cứ xử thế này. Tôi bây giờ tôi biết làm thế nào à? Còn thư của thằng Toàn để xem nó nói gì. Vâng. Bút cái xem như nào. Bác cứ bình tĩnh. Thế cái chứ đi. Có dục. Nhanh cái. Xem nào, thư của thằng Toàn đây này. Cháu chẳng còn gì để nói. Có lẽ cháu chỉ còn nước kề khẩu súng vào đầu bom thì mới nhồi thêm được kiến thức để bác không phải xấu hổ. Ô, thế nó hỏng rốt thế là bác xấu hổ à? Thôi, không phải đọc nữa. Ôi giời ơi, thế bây giờ tôi là phải làm thế nào à? Mày xem mày tìm mộ bác hay mày giúp bác như thế nào? Mày nói cho bác nghe tí. Bác cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Cháu nghĩ là do các em nó đang sốc, cho nên là nó mới nóng vội như thế. Cứ để bình tĩnh các em nó về rồi khuyên bảo dần bác ạ. Chỉ tại bác thôi. Cái lúc bực tức lên mà chính bác lại quên đi quy tắc ứng xử nơi công cộng. Lẽ ra ấy, bác phải không kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực với chúng nó. Giờ không biết là tìm chúng nó ở đâu. Bác, cháu giúp bác đi. Tìm chúng nó về cho bác. Cháu sẽ giúp bác. Nhưng khi các em nó về, bác phải hứa với cháu là không kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực nữa. Bác biết lỗi bác rồi. Bác xin hứa.